đang ở cái số 8 đường Đống Đa, cái nhà biệt thự Keo Lì. Ở đây nó có cái công viên Keo Lì ở trên bản đồ Google Maps luôn nha các bạn. Đây là hướng ra từ từ trong Đống Đa đi ra ngoài đầu đèo là bến xe liên tỉnh Đà Lạt, là cái hướng từ Sài Gòn mình lên thành phố Đà Lạt. Thì bên trái mình sẽ thấy cái bến xe ở bên trái các bạn ha. Thì hôm nay trời, mấy ngày nay ở Đà Lạt trời mưa bão nhiều các bạn, trời nó âm u như vậy hoài luôn nè. Thì nhiệt độ trong tầm khoảng 18 đến 20 độ nhưng mà có gió cho nên rất là lạnh. Khu này thì hiện nay xây dựng rất là nhiều, khu này biệt thự giờ rất là nhiều các bạn ha. Đường này thì cũng mới vừa được nâng cấp sửa chữa chắn nhựa mới cho nên đất ở đây cũng rất là có giá luôn. Đây, trước đây chỗ này bên trái bên phải mình là nhìn xuống là đồi ra thành phố Đà Lạt, bây giờ là biệt thự không các bạn ha. Cái quán cà phê Thiên Mộc Trinh này cũng mới vừa xây dựng cách đây khoảng chừng 2-3 năm thôi. Rồi phía trước mặt của mình á, là cái đường từ Sài Gòn lên, là bên phải là Sài Gòn lên đầu đèo thành phố Đà Lạt, bên trái là bến xe liên tỉnh các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đường 3 tháng 4 vào trung tâm Đà Lạt các bạn ha. Thì Thanh có mặt ở Đà Lạt vào ngày 30 tháng 5. Thì mình cũng biết trước là ở Sài Gòn nó có cái dịch Covid phức tạp cho nên mình cũng sắp xếp tranh thủ đi về Đà Lạt sớm. Bây giờ thì ở Sài Gòn thì cũng đang ở giãn cách xã hội, Đà Lạt cũng vậy. Thì gần đây thì đã được nới lỏng cái giãn cách nhưng mà đi ra ngoài đường thì cũng rất là vắng, mọi người cũng ít có ra đường các bạn ha. Bên phải của mình là Vinh 2 các bạn, đường Trần Hưng Đạo ha, con đường có nhiều hoa anh đào nè. Rồi phía trước mình là đường Hồ Tùng Mậu, bên trái mình là đường Trần Phú. Thì đường nào cũng Trần Phú hay là Hồ Tùng Mậu gì cũng đi về trung tâm thành phố Đà Lạt được. Chỗ này mà dịp Tết hay là những cái ngày lễ là cũng kẹt xe nhiều lắm, tại vì cửa ngõ trung tâm thành phố nên các phương tiện đi tập trung chỗ này đông. Rồi bên phải Thanh là Hồ Xuân Hương. Có cái siêu thị nằm ở dưới tầng hầm khu để xe các bạn. Covid nhìn thơ mộng các bạn ha, rất là ít người. Bạn nào mà có dịp lên được Đà Lạt thì đi bộ đi chơi tham quan quanh Hồ Xuân Hương rất là lãng mạn các bạn. Trời thì 3-4 ngày nay là mưa bão liên tục, tối hoặc là trưa thì mưa và có gió dông lớn. Rồi chúng ta gần đến cầu đi vào khu Hòa Bình chợ tâm Đà Lạt. Chỗ này cũng là một trong những địa điểm mà
đi, mới đậu đây. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hãy Cho Tôi Biết. Thanh đang ở trung tâm thành phố Đà Lạt, khu vực Hòa Bình, chợ Đà Lạt. Thì hiện nay là do tình hình Covid cho nên là các cái hoạt động buôn bán cũng rất hạn chế. Thanh thì có dịp đi ra ngoài đây mua một ít đồ, cho nên nhân tiện cũng quay lại video. Đây là cái chợ Đà Lạt cũ truyền thống của mình các bạn ha. Còn phía hướng này là cái chợ mới Đà Lạt, trung tâm thương mại Đà Lạt, thì nó hiện đại hơn thôi. Mọi người ở đây thì cũng bán buôn cũng rất là hạn chế, do là Covid cho nên mấy cái cửa hàng mà lớn lớn mà đông người thì chắc là vẫn chưa có được phép mở cửa bán, chỉ bán hàng rong ít ít người thì được thôi. Đây cái hướng này thì đi ra Hội Xuân Hương các bạn ha. Trời ở ngoài trời khoảng từ 18 đến 20 độ. Suối lớn nha các bạn ha. Qua mua một ít đồ điện, sửa cái ổ điện nhà các bạn ha. Đây là góc đường
Ở đây của mình là góc đường Đống Đa với đường An Bình. Mình ghé cửa hàng điện nước Huyền Vũ nè. Anh lấy cho em một cái ổ điện mà cái chân cắm vô nó có cái miếng thép là để kẹp cứng à. Đây anh để cái chân sứa nè. Chân sứa nè. Chân sứa nè. À ok ok, ổ này đi. Chỗ này ổ tốt mà. Dạ. Cái này nên năm mấy ngàn cái. Rồi. Ý lại cho là lấy cho em một cái bảng tắp lô á. Rồi bao nhiêu vậy anh? Nó này 55 ha. 55 60. 60. Rồi ok chị. 60. Rồi em cảm ơn. Bán ăn cái câu vuông 90. Rồi hai món 60 ngàn các bạn, một cái ổ điện cao cấp có mấy cái lò xo để nó nảy ra nó không có bị lỏng, và một cái đế lên đường thôi. Rồi đi về tiếp thôi các bạn, vẫn trên đường à, đây đường Đống Đa rồi, tới đây đường Đống Đa rồi. Đây cũng có một cái cầu bắc qua con suối hồi nãy phía trước mình đó các bạn. Cua này cũng gấp. Bên trái mình có cái lũy tre, cái bụi tre gọi là lũy tre lạng. Đường này thì tầm khoảng tháng 12 rất là nhiều bông giả quỳ các bạn ha. Nở vàng hai bên luôn. Một bên thôi, bên trái mình là tre. Thì bạn nào mà nhạy cảm sẽ bị ho nhiều cái phấn hoa bông giả quỳ á, nó mịn thì trong nó bay trong không khí thì bạn sẽ bị ho nhiều, cho nên là bạn nào không ấy được thì nên chuẩn bị khẩu trang nếu mà có dịp ghé ở đường Hà Huy Tập này ha. Rồi mình đi một đường khác. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua cái đường Tô Hiến Thành.